Thùng rác hiện nay đã được tối ưu công nghệ hiện đại, chúng sẽ cột lại giúp cho bạn và dùng lửa để bịt đầu với nhau. Công việc của bạn chỉ là kéo ra và đem ra ngoài vứt, nó cũng có thể tự bọc túi rác mới mà không cần phải động tay. Hiện nay các nhà khoa học đang làm loại thùng rác nó có thể tự đem ra đường đổ.